Khi nào nên rút chân ngang bàn thờ để không mắc lỗi với tổ tiên, xem ngay kẻo họa sát thân. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi trang trọng linh thiêng nhất của cả ngôi nhà và bát hương lại được coi là nguồn sinh khí mạnh mẽ nhất giúp duy trì năng lượng trên bàn thờ. Đây cũng là nơi mà tổ tiên, thần linh thường ngự giá để ban phát sự bình an cùng phúc lộc cho con cháu. Thông qua nén nhang thơm, gia chủ có thể bày tỏ tấm lòng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất. Theo thói quen, người Việt thường thực hiện việc rút tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ vào cuối năm. Tuy nhiên, việc để bát hương đầy ắp khiến bụi hương vương vãi trên bàn thờ trông rất mất thẩm mỹ và làm thiếu đi sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng này, thậm chí còn đem lại nhiều vận hạn cho gia đình. Chính vì vậy, nhiều người thắc mắc rằng khi nào thì nên rút tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ, có nhất thiết phải dịp cuối năm hay không? Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Có nên thực hiện việc rút tỉa chân hương hay không? Theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian, bát hương là nơi để cắm hương thờ cúng Phật và các vị thần linh, ông bà, tổ tiên. Còn việc thắp hương về bản chất là để giao tiếp với thế giới tâm linh, Phật, thần và linh hồn người đã mất. Vì vậy, mỗi khi cầu xin điều gì hoặc tưởng nhớ người đã mất, người ta thắp hương để thỉnh Phật, thần hay linh hồn người đã mất để chứng giám lòng thành và bày tỏ những điều cầu xin. Trong khi đó, bàn thờ cần luôn phải gọn gàng, sạch sẽ để giữ sự thanh tịnh, chứng tỏ lòng thành kính. Vì vậy, việc dọn dẹp bàn thờ và tỉa bát hương là điều cần thiết. Còn theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí mà khí sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của chủ nhà. Do đó, nếu để bát hương quá đầy sẽ cản trở khí lưu chuyển, ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Như vậy, việc tỉa chân hương giúp cho bàn thờ phong quang là điều cần thiết. Thực tế, bát hương để quá đầy, nhiều chân hương sẽ làm cho bàn thờ bị sườm già, gây cảm giác bừa bộn. Mặt khác, quá nhiều chân hương, lớp mới chồng lên lớp cũ sẽ khiến việc cắm hương khó khăn. Đó là chưa kể, khi thắp hương, tàn hương rơi xuống có thể làm cháy bát hương, không những gây tâm lý bất an cho gia chủ vì lo sợ, báo hiệu điểm xấu mà còn rất dễ gây hỏa hoạn. Có người còn quan niệm việc bát hương đầy khiến khi thắp hương, chân hương mới không cắm được xuống mặt tro của bát hương sẽ làm mất sự linh ứng trong việc thắp hương. Như vậy, dù với bất cứ quan niệm và phong tục nào thì việc dọn dẹp, sửa sang bát hương và tỉa chân hương cũng là điều nên làm. Rút tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ vào ngày nào là hợp lý? Theo quan niệm của Phật giáo thì suy cho cùng, bản thân bát hương và việc thắp hương không phải là vật thần bí hay linh thiêng mà chỉ là vật trung gian để dẫn chuyển tiếp thế giới tâm linh với chân thế. Vì thế chúng ta có thể tỉa chân hương bất cứ lúc nào cảm thấy phù hợp. Bản thân nhà chùa cũng thường xuyên tỉa chân hương. Ở những chùa có nhiều người đến lễ bái, nhà chùa còn tiến hành tỉa chân hương hàng ngày. Thậm chí, ở những nơi thờ tự có quá đông người đến lễ vào dịp đầu năm, cuối năm hay lễ hội, người ta còn rút chân hương liên tục để tránh đầy bát hương. Có nơi, người đến lễ vừa cắm hương xong, nhà chùa, nhà đền đã rút ngay cả khi hương còn đang cháy, để vừa tránh đầy bát hương, vừa tránh khói hương xông đầy nội tự, gây ngột ngạt. Tuy nhiên, đối với các gia đình chỉ thắp hương vào ngày rằm, mùng 1 và những dịp cúng dỗ, bát hương lâu đầy thì thường tỉa chân hương mỗi năm một lần vào dịp lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Cũng có người nhân dịp những ngày dỗ chạp lớn thì tiến hành tỉa chân hương. Còn theo quan niệm của nhiều người và nhiều vùng thì từ ngày 23 tháng Chạp đến 30 Tết là thời gian thích hợp để tỉa chân hương và dọn dẹp bàn thờ. Như vậy, theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian thì có thể rút tỉa chân hương khi cảm thấy cần thiết mà không cần phải kiêng kỵ ngày tháng.
Mặc dù tỉa chân hương có thể tiến hành vào bất cứ lúc nào khi bát hương đầy, nhưng theo quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, khi tỉa chân hương ở gia đình vào ngày thường cũng nên chọn ngày tốt. Ngày tốt này có thể nhờ thầy xem hoặc chỉ cần chọn ngày hoàng đạo. Có người tiến hành những thủ tục rất rườm rà khi tỉa chân hương, nhưng theo phong tục truyền thống, thủ tục không cần quá cầu kỳ, chỉ cốt ở sự thành kính và người tỉa chân hương sạch sẽ là được. Cách thực hiện thủ tục rút tỉa chân hương, dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn cho mọi gia đình. Mọi người thực hiện việc tỉa, rút chân hương là gia chủ, chủ gia đình hoặc người đảm nhiệm việc thờ cúng trong nhà. Trước khi thực hiện, người này cần chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang đầu tóc, trang phục tôn nghiêm và lưu ý rửa tay thật sạch. Để thực hiện thủ tục rút tỉa chân hương thì trước tiên gia chủ phải sắm lễ hoa quả bày lên bàn thờ rồi lên hương khấn vái xin phép các vị thần linh và gia tiên được sửa sang bàn thờ. Hết tuần hương thì tiến hành lau dọn bàn thờ và tỉa chân hương. Nếu tỉa chân hương kết hợp thay cho bát hương thì nhẹ nhàng rút tỉa hết chân hương rồi đổ cho ra khăn hoặc giấy sạch, giữ lại 1/3 cho cũ, dùng khăn sạch lau bát hương rồi đổ cho mới vào đầy 2/3 bát hương. Nếu tỉa chân hương nhưng vẫn giữ lại cho cũ, thì sau khi rút hết chân hương, lấy chiếc thìa sạch nhẹ nhàng hớt bớt lớp tàn hương phía trên, chỉ giữ lại lớp tro khoảng 2/3 trong bát hương là được. Lưu ý, nên rút chân hương từng cây một và cho đổ bát hương phải là cho đốt từ rơm sạch hoặc cũng có thể dùng cát thơm để đổ bát hương. Cũng có người cẩn thận thì dùng nước thơm hoặc rượu gừng để lau bát hương cho thanh tịnh. Sau khi đổ cho đầy khoảng 2/3 bát hương, tránh đổ cho quá đầy, tàn hương rơi xuống nhanh đầy bát hương sẽ tràn ra ngoài bàn thờ. Chọn 3 chân hương cũ, cũng có thể là 5 hay 7 hoặc 9 chân hương cũ cắm lại vào bát hương. Chú ý, cắm trụ vào giữa bát hương, không cắm bên cạnh hay cắm rải rác mỗi nơi một chân hương. Sau khi quét dọn bàn thờ và tỉa chân hương xong, đặt bát hương vào chỗ cũ rồi thắp hương làm lễ an vị là kết thúc. Chân hương sau khi đã rút phải cởi lại và để gọn gàng ở nơi thật sạch sẽ, sau đó đem đốt thành tro và thả ở nơi sông suối đảm bảo. Tuyệt đối không được bỏ vào thùng rác hay để ở những nơi ô uế. Gia chủ nên rút chân hương ở bàn thờ nào là tốt nhất? Thông thường, các gia đình có hai bàn thờ trong nhà là bàn thờ thổ công và bàn thờ gia tiên. Một số gia đình làm ăn buôn bán hoặc có các cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở hay các cơ sở kinh doanh còn có bàn thờ thần tài. Như trên đã nói, việc tỉa chân hương ngoài những quan niệm theo phong tục thì còn có ý nghĩa thiết thực là tránh để bát hương quá đầy, gây rác bàn thờ và dễ xảy ra hỏa hoạn. Do đó mà các bàn thờ đều có thể tỉa chân hương khi cảm thấy cần thiết. Thủ tục tiến hành đơn giản như ở trên đã trình bày. Bàn thờ càng gọn gàng, ngăn nắp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Quý vị thân mến, ngoài việc chú ý đến việc tỉa chân hương như thế nào, cách thức tỉa chân hương thì bạn cũng nên chú ý trong một số những yếu tố khác như việc sắp đặt bát hương, bài vị, vật dụng thờ cúng trên bàn thờ ra sao khi lau dọn bàn thờ để tránh bị phạm lỗi, ảnh hưởng đến gia tiên và tránh rước phải xui xẻo cho mọi người trong gia đình. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Sử dụng dụng cụ không sạch để lau dọn bàn thờ. Bạn nên nhớ rằng bàn thờ là nơi tôn nghiêm và linh thiêng nhất trong nhà. Vì thế khi lau dọn bàn thờ, tuyệt đối không dùng dụng cụ bẩn. Trước khi lau dọn, nên chuẩn bị các đồ mới như chổi quét, khăn lau. Nước dùng để lau cũng cần phải sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi, khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng. Tùy tiện di chuyển bát hương. Bát hương không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên, ông bà, đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn, sức khỏe của mọi người trong gia đình. Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Ngoài việc không được tùy tiện di chuyển bát hương, gia chủ cũng không được di chuyển chân hương tùy tiện bởi nó sẽ ảnh hưởng tới may mắn của gia chủ. Không tự ý tỉa và đổ chân hương, đặc biệt không làm vỡ đồ, không nói tục, chửi bậy, không to tiếng làm ảnh hưởng tới bề trên. Các chuyên gia tâm linh cho rằng việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng vào dịp cuối tháng để bát hương, bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa và tránh hỏa hoạn.
Việc lau dọn trên bàn thờ không nên quá thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường, khi thắp hương chỉ nên lau cho bàn thờ sạch sẽ, không để bụi bẩn hay mạng nhện dính ở đó. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ là trước khi dọn dẹp, phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu và thật thành tâm. Sau khi chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc, đặt bát hương trong tranh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương. Bát chính giữa là thờ quan thủ công, thủ thần, táo quân. Hai bát hai bên thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Bát hương cần được đặt ở vị trí chắc chắn, không được để chỗ trông tranh vì có nguy cơ bị xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương, bởi người xưa cho rằng đặt bát hương trông tranh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định, sẽ đổ vỡ. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Người Việt từ xưa vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật vì đó là điềm báo xui xẻo sắp đến. Nhất là đồ thờ cúng, việc đổ vỡ là điều đại kỵ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu với người đã khuất và thần linh. Vì thế, nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng điều gì đó hoặc điểm xấu sẽ tới. Vì thế, khi lau dọn bàn thờ, cẩn thận, tiến hành nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối đổ vỡ, bỏ cát bẩn vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và thanh tịnh. Gia chủ không nên bỏ cát bẩn vào trong bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng việc làm này sẽ khiến cho gia đình lụng đụng, gặp những điều không may mắn trong năm đó. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.